Đây còn ba con bò nhất này. Đó. Xoáy đầu này. Xoáy lưng. Chân cẳng này. Đó, dậu này. Chim này. Đó. Con đầu tiên. Con này hình như nhỏ hơn hai con kia á, nhỏ hơn, nhỏ con này nhỏ nhất. Đó. Rồi đây hai con này nè, còn hai con này nữa đó, hai con này là to đẹp rồi. Đó, xoáy là nghiêm hết á, chân cẳng thì to đúc bò đã luôn, dậu thì hết chê luôn. Đó. Đó, bò này đã. Giống tuyệt vời nha anh Vinh nha. Vô bắt về nuôi. Đó. Đấy nè. Đó. Mông đít thì hết chê luôn nha. Đó, bò này dày bò ghép. Đó. Quá đẹp luôn, ba con. Đó, lựa được con nào lựa.